quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Thua Iraq phút bù giờ, tuyển Việt Nam nuối tiếc rời Asian Cup. 5 điều rút ra từ đội tuyển Việt Nam sau trận đấu gặp Iraq. Nhà báo Minh Hải hé lộ tương lai của huấn luyện viên Trossier. Thua Iraq phút bù giờ, tuyển Việt Nam nuối tiếc rời Asian Cup. Chơi thiếu người trước một đối thủ mạnh Iraq, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi quả cảm và chỉ chịu thua 2-3 vào phút bù giờ cuối cùng, chia tay Asian Cup với 0 điểm. Tối ngày 24 tháng 1, Việt Nam đá trận cuối cùng của vòng bảng Asian Cup gặp đội nhất bảng Iraq. Dù số phận đã an bài sớm, Việt Nam vẫn bị loại, còn Iraq chắc suất nhất bảng nhưng cả hai đều hướng tới mục tiêu 3 điểm. Ông Chu Xê đưa trở lại Hùng Dũng vào đội hình thi đấu chính thức và trao cho tiền vệ này băng đội trưởng. Đình Bắc góp mặt sau chấn thương với hy vọng tiếp tục gây đột biến như hiệp 1 trận đấu gặp Nhật Bản. Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và quyết tâm, triển khai lối chơi đá thoáng đạt và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Phút thứ 18, Vieira từ chỗ bàn thắng của Việt Nam từ quả tạt đưa bóng đi chìm của Minh Trọng bên cánh trái. Trung vệ Zaid Tassen trong nỗ lực cản phá vô tình đưa bóng về lưới nhà. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài Nazmi Nasaruddin xác định có lỗi của Văn Khang, định bàn thắng không hợp lệ. Phút 42, đón cú đá phạt của Khuất Văn Khang, Bùi Hoàng Việt Anh ập vào trong vòng cấm địa Iraq giữ điểm nhanh mở tỷ số cho Việt Nam. Chỉ 7 phút sau, khi hiệp 1 đã trôi về khoảng cuối thời gian bù giờ, Văn Khang nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, gián tiếp mang đến lợi thế cho Iraq ở hiệp thi đấu còn lại. Chơi hơn người, Iraq tận dụng tối đa lợi thế thể hình để khuấy đảo khung thành của Nguyễn Philip. Đại diện Tây Á ghi liền hai bàn thắng từ những cú đánh đầu ngang của trung vệ cao 1m92 Rebin Sulaka và tiền đạo cao 1m89 Ayman Hussein. Thua thiệt về con người lẫn tỷ số, song tuyển Việt Nam vẫn duy trì tinh thần nỗ lực tới phút chót như kỳ vọng của huấn luyện viên Chu Xê trước trận. Sau Bùi Hoàng Việt Anh, một cầu thủ khác thuộc biên chế của Công an Hà Nội là Quang Hải vào sân trong hiệp 2 đã ghi tên lên bảng tỷ số ở phút 90+1 với cú sút bằng chân trái ở cự ly gần. Đáng tiếc, ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu thì Minh Trọng mắc lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Ayman Hussein đã không bỏ lỡ như tình huống phút 83, đánh bại Nguyễn Philip để ấn định chiến thắng 3-2 cho Iraq. Dù còn nhiều tiếc nuối khi không thể vượt qua được vòng bảng như mục tiêu đề ra, song tuyển Việt Nam có thể tự an ủi khi đã chọc thủng lưới hai ứng viên vô địch năm cung bảng là Iraq và Nhật Bản tới 2 lần. Kết thúc giải, thầy trò Chu Xê sẽ trở về câu lạc bộ tập luyện cho V-League. Trước khi đội quân trở lại hướng tới các loạt trận tiếp theo của vòng loại World Cup với trận tái đấu Indo ngày 21 tháng 3 và 26 tháng 3. Năm điều rút ra từ đội tuyển Việt Nam sau trận đấu gặp Iraq. Dù thi đấu nỗ lực nhưng đội tuyển Iraq vẫn phải chấp nhận thất bại. Dưới đây là 5 điều rút ra sau trận đấu. 1. Chiến đấu hết mình. Dù đã chính thức bị loại sau 2 trận đấu nhưng đoàn quân huấn luyện viên Philippe Chaussé vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời trước đối thủ mạnh ở Iraq. Đội tuyển Việt Nam chơi tự tin, chủ động triển khai các tình huống phối hợp quen thuộc và có được bàn mở tỷ số trước đối thủ. Tuy vậy, việc mất người vào cuối hiệp 1 khiến thế trận thay đổi chóng mặt. Với lợi thế hơn người cùng với đó là việc Jesus Casa tung các trụ cột trong hiệp 2 sau khi thay đổi đến 10 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận đấu gặp Nhật Bản. Iraq đã lấy lại thế trận khi nhanh chóng có được hai bàn thắng để dẫn ngược đội tuyển Việt Nam với tỷ số 2-1. Dù đã nỗ lực và có được bàn san bằng tỷ số do công của Nguyễn Trọng Hải ở phút 90+1, nhưng sai lầm của Võ Minh Trọng đã khiến chúng ta chịu phạt đền và nhận thất bại đáng tiếc với kết quả chung cuộc 2-3. 2. Gà son Việt Anh. Bùi Hoàng Việt Anh thật sự là gà son của ông Chu Xê tại Asian Cup. Trước Iraq, nhân tố sinh năm 1999 đã tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Đó là tình huống mà trung vệ đang thuộc biên chế của Công an Hà Nội thực hiện cú dứt điểm cận thành khi tham gia tấn công sau pha bóng cố định với người thực hiện đường truyền là Khuất Văn Khang. Trước đó, nhân tố 25 tuổi cũng góp công giúp cho Phạm Tuấn Hải nổ súng nâng tỷ số lên 2-1 trước Nhật Bản bằng cú đánh đầu cũng xuất phát từ quả đá phạt của đồng đội. Trong suốt 3 trận đấu đã qua, Bùi Hoàng Việt Anh chính là nhân tố chơi ổn định nhất khi luôn tỏ ra chắc chắn là điểm tĩnh hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, khả năng tham gia hỗ trợ tấn công cũng giúp ích nhiều cho tuyển Việt Nam. Tuy vậy, trước Iraq, trung vệ 25 tuổi cũng có một pha phạm lỗi đáng tiếc trong vòng cấm khiến đội nhà chịu phạt đền, nhưng may mắn là đại diện của Trung Đông đã không tận dụng được cơ hội khi đưa bóng trúng cột sau. 3. VAR gây tranh cãi. Phút thứ 17 của trận đấu xuất phát từ đường càng ngang bên cánh trái của Võ Minh Trọng khiến trung vệ Zaid Tassen long ngóng vào lưới nhà. Tuy vậy, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài người Malaysia Nazmi Nasaruddin lại không công nhận bàn thắng khi bắt lỗi việt vị về Khuất Văn Khang. Đây là tình huống mà cầu thủ thuộc biên chế Viettel đã chủ động không tham gia vào pha bóng. Tuy vậy, VAR và trọng tài xác định nhân tố sinh năm 2003 của những chiến binh sao vàng đã làm khuất tầm nhìn của Zaid Tassen.
Rõ ràng, VAR đã có một quyết định gây nhiều tranh cãi. Số 4, quá nhiều sai số. Được tin tưởng trên đường xuất phát, Khuất Văn Khang đã có màn trình diễn không đến nỗi nào khi để tiền đạo Bùi Hoàng Việt Anh mở tỷ số, cùng với đó là một số pha bóng có nét. Tuy nhiên, vận đèn đã đến với cầu thủ thuộc biên chế của Viettel. Anh nhận thẻ vàng ngay phút thứ 6 khi trọng tài xác định tiền vệ 2003 giả vờ ngã trong vòng cấm, bị truất quyền thi đấu phút 45+3 sau một pha phạm lỗi vô duyên với cầu thủ đối phương. Chưa dừng lại ở đó, Văn Khang cũng bị xác định đã rơi vào thế việt vị và cản hướng quan sát khiến trung vệ Giải Tassen phản lưới nhà. Và bàn thắng của đội tuyển Việt Nam phút 17 không được công nhận. Rõ ràng, đây là một ngày không may mắn của tiền vệ sinh năm 21 tuổi. Cũng là trận đấu mà ngoài Văn Khang, đội tuyển Việt Nam có quá nhiều sai số khi chịu đến hai quả phạt đền với các sai lầm của Bùi Hoàng Việt Anh và Võ Minh Trọng. 5. Rời giải đấu tiếc nuối. Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu đáng khen trước Iraq khi tưởng chừng như đã cầm hòa được đối thủ. Tuy vậy, việc phạm quá nhiều sai lầm đã khiến đoàn quân của ông Chu Xê phải nhận thất bại trong tiếc nuối. Tuy vậy, cũng cần phải nhìn nhận đối thủ thi đấu chưa đúng với năng lực khi phải dưỡng sức cho tham vọng ở các vòng đấu tiếp theo. Với kết quả trên, Hùng Dũng và đồng đội kết thúc Asian Cup với 3 trận đấu toàn thua. Đây chính là thành tích tệ nhất của Việt Nam trong các lần tham dự Asian Cup. Chúng ta cũng chính mất vị trí trong top 100 thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA sau 5 năm. Rõ ràng ông Chu Xê vẫn còn nhiều điều phải làm để chứng minh được khả năng của mình trong thời gian tới đây. Nhà báo Minh Hải hé lộ tương lai của huấn luyện viên Chu Xê. Theo như tiết lộ của nhà báo Minh Hải, tương lai của huấn luyện viên Philippe Chu Xê vẫn được VFF đảm bảo bất chấp kết quả màn đọ sức với Iraq sắp tới. Tương lai của huấn luyện viên Chu Xê đang nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ và giới truyền thông trong nước khi mà từ Việt Nam không có được kết quả như ý và sớm dừng bước tại Asian Cup sau trận thua Indo. Người người thậm chí đang kỳ vọng Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ kết thúc hợp đồng sớm với chiến lược gia người Pháp và tái hợp với huấn luyện viên Park Hang-seo, người vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp. Theo tiết lộ của nhà báo Minh Hải, tương lai của huấn luyện viên Chu Xê vẫn được VFF đảm bảo bất chấp kết quả màn đọ sức với Iraq. VFF sẽ cân nhắc tương lai của ông Chu Xê khi đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra vào cuối tháng 3 tới đây. Cụ thể, ngày 21 tháng 3, Việt Nam làm khách trước Indo, 5 ngày sau họ trở về sân Mỹ Đình tiếp đón đội bóng xứ Vạn Đảo. Nếu không có được kết quả tốt trước Indo, không loại trừ khả năng ông Chu Xê sẽ bị VFF sa thải. Mọi sự thay đổi đều cần thời gian, đặc biệt khi bóng đá Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ. Chúng tôi cho rằng đây không phải thời điểm thích hợp để bàn về vấn đề thay ông Chu Xê. Các đối thủ tại Asian Cup đều rất mạnh, trong khi chúng ta thiếu hụt lực lượng, một lãnh đạo của VFF cho hay. Theo vị này, tháng 3 tới đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup và thời điểm này ông Chu Xê nhiều khả năng sẽ có những cầu thủ tốt nhất. Thực tế, kết quả hai vòng đầu của chúng ta ở vòng loại World Cup vẫn tốt, khi đủ quân, Việt Nam hoàn toàn có thể thắng Indo, lãnh đạo của VFF nói trên đề cập trận tái đấu với Indonesia sắp tới đây.